Cha nói cườm đầu tướng tá bự ha, con ra cũng bự không nhỏ đâu. Sau đây mình sẽ đấy rất sàn nhưng vẫn chơi nha. Và sân khách này là có vẻ hơi bế tắc, thả dòng mồi vẫn chơi ha, tự tiến. Trong dòng chim đã được lai tạo chọn chọn lì rất là kỹ. Bên đây vẫn chơi không quay nhưng mà vẫn chơi đùng đùng thôi. Như đó được rồi, để cho nó chuẩn bị đẻ lại nữa, bữa giờ tách con ra rồi. Chưa chưa bắt ra được, nó căng quá, chơi nữa dễ gì. Mới bắt được hình quá. Tốt tiếng nha.
rất tốt tiếng. Nói chung những dòng chim bên mình được chọn thì để làm giống thì giọng và tướng tá thì tương đối, mình thì không bao giờ cũng nói tốt nhất nhưng mà tương đối để cho anh em tự thẩm thôi chứ. Về với gia đình mình thì cặp chim này thì đã có anh kia trong cơ quan anh làm chung anh đã đặt rồi. Đây là Malai thúc cụ. Bây giờ Malai thì căng lên cụ trong ổ luôn rồi. Cụ trong ổ luôn. Gù đi, gù đi. Chưa căng. Trưa nắng mà bắt em mấy gù nhiều. Cặp chim con nha anh Toán, rất là đẹp.